bảy cách để các ông bố bận rộn gần gũi hơn với con mình để gần gũi với con mình hơn các ông bố nên làm theo bảy cách này là một người đàn ông đồng nghĩa với việc bạn phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha dù rằng việc thể hiện này có chút áp lực vì cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày tuy nhiên một đứa trẻ thực sự hạnh phúc là một đứa trẻ luôn được sống trong sự quan tâm đặc biệt của người cha vậy nên dù bận rộn các ông bố bận rộn đến mấy cũng nên sắp xếp thời gian gần gũi với con cái theo bảy cách sau đây nhé một chú ý các công việc thường ngày mặc quần áo tắm gội chơi đùa với con cái quan tâm con cái không có nghĩa là bạn phải dành cho con những chuyến đi du lịch ở những nơi kỳ vĩ hay nhiều đồ chơi đừng tự làm khó mình một kỳ nghỉ đặc biệt tuy sẽ tuyệt vời nhưng những gì thực sự có giá trị là những gì đang xảy ra ngay trước mặt của bạn trong ngôi nhà của bạn chỉ cần bất cứ khi nào có thời gian các ông bố hãy giúp con mặc một bộ quần áo tắm gội cho con hoặc chơi đùa với con điều đó chắc chắn sẽ gắn kết tình cảm cha con rất nhiều hai chia sẻ những công việc vốn dành cho người cha các ông bố đừng bao bọc con quá mức vì ngay cả những đứa trẻ nhỏ nhất cũng có thể cùng tham gia rửa xe cùng bố sửa ống nước những gì người lớn xem là nhàm chán thì trẻ con có thể coi là giải trí đây cũng là cơ hội tuyệt vời để cha con gặp gỡ nhau và chia sẻ thêm mối quan hệ đang khi bận rộn chăm sóc nhà cửa ba ưu tiên kể chuyện trước khi đi ngủ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ các ông bố hãy thử đọc một câu chuyện cho trẻ nghe trước khi vào giấc ngủ, bên cạnh việc kết nối và gần gũi với con hơn. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard còn cho biết trẻ em có cha đọc chuyện cho chúng nghe vào ban đêm sẽ có điểm số tốt hơn, kỹ năng tập trung tốt hơn và ít hành vi tiêu cực hơn. 4. Tập trung vào các hoạt động thể chất ngoài trời Việc kết nối với con cái các hoạt động ngoài trời sẽ giúp trẻ biết vượt lên giới hạn của mình, không chỉ vậy. Đây cũng là cách để trẻ xây dựng sự tự tin, dũng cảm cùng các kỹ năng cần thiết để giải quyết một vấn đề nào đó trong tương lai. Năm, Chơi trò chơi đồng đội có rất nhiều lợi ích để chơi trò chơi. Trong khi làm cho con cái được giải trí, bạn cũng đang giúp dạy cho chúng nhiều kỹ năng và đức tính như sự logic, chiến lược, xây dựng, kiên nhẫn và trung thực hơn nữa. Khi con của bạn đến tuổi vị thành niên, bạn sẽ nhận ra rằng đây là một trong những điều hiếm hoi mà chúng vẫn đánh giá cao khi làm bất kỳ việc gì chung với bạn. 6 giúp đỡ những điều liên quan đến trường học dù biết rằng người mẹ sẽ là nhân tố quan trọng trong việc quản thúc thời gian học hành của con tuy nhiên sẽ thật tuyệt vời nếu điều này nhận được sự đồng hành của người cha vì đa phần người chồng giỏi giải quyết vấn đề hơn vì vậy nên phụ trách giúp con làm bài tập môn toán khi nói đến lịch sử rất nhiều người đàn ông thích nói về kế hoạch chiến đấu và huấn luyện đội quân vậy tại sao không chia sẻ niềm đam mê này với trẻ nhỏ bảy chia sẻ bí mật cùng nhau có không ít trẻ nhỏ thừa nhận rằng chúng thích chia sẻ bí mật của mình với người cha hơn vì trong mắt trẻ cha là người có thể thấu hiểu tâm lý và giữ kín bí mật hơn bất cứ người nào khác đó là lý do vì sao khi có thời gian các ông bố nên dành cho con một khoảng thời gian để cùng lắng nghe những điều con muốn nói từ đó đưa ra những lời khuyên hợp lý để gần gũi với con mình hơn